Cần làm gì khi lượng đường trong máu tăng cao vào ban đêm? Lượng đường trong máu tăng cao là triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường, nhưng vẫn có thể bị lượng đường trong máu cao ngay cả khi không mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ hoặc không có insulin. Insulin là một loại hormone được tạo ra trong tuyến tụy, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và dự trữ lượng glucose dư thừa để làm năng lượng. 1. Ăn nhẹ vào ban đêm để điều chỉnh lượng đường trong máu. Đồ ăn nhẹ vào ban đêm tốt nhất để điều chỉnh lượng đường trong máu có chứa sự kết hợp của protein, chất béo lành mạnh và một phần hạn chế carbon hydrate phức tạp, nghĩa là một loại có chất xơ. Có rất nhiều món ăn nhẹ phù hợp với tiêu chuẩn này, bao gồm một số cốc hỗn hợp các loại hạt không ướp muối, không đậu phộng, chứa khoảng 23g protein, 79g chất béo, 32g carbon hydrate và 10,5g chất xơ. Phô mai ít béo và bánh quy làm từ lúa mì nguyên hạt. Một phần 100g phô mai ít béo chứa khoảng 24g protein, 7g chất béo và 2g carbon hydrate. 100g bánh quy làm từ lúa mì nguyên hạt chứa khoảng 10,5g protein, 14g chất béo, 70g carbon hydrate và 10g chất xơ. Một quả táo 100g hoặc hơn nửa quả táo cỡ vừa một chút chứa khoảng 0,41g protein, 14g carbon hydrate không có chất béo và 2g chất xơ. Một thìa canh 16g bơ đậu phộng chứa khoảng 3,6g protein, 3,5g carbon hydrate, 8g chất béo và 0,8g chất xơ. Sữa chua Hy Lạp, 100g sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không béo, chứa khoảng 300g đường, 100g protein, ít hơn nửa gam chất béo, 3g carbon hydrate và không có chất xơ, có thể thêm chút vị ngọt bằng trái cây. Sữa chua, dù là sữa chua Hy Lạp hay sữa chua thông thường, đều đã được chứng minh là có tác dụng giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 nếu tiêu thụ hàng ngày, theo các nghiên cứu được FDA hỗ trợ. Bắp rang bơ, một khẩu phần bắp rang bơ 3 cốc với 2 thìa format parmesan bào chứa khoảng 157 calo, 5,5g chất béo, 20g carbon, 20g tinh bột, 3,5g chất xơ và 7,5g protein. 2. Hỗ trợ lượng đường trong máu. Duy trì lượng đường trong máu khỏe vào ban ngày là cách tốt để ngăn ngừa lượng đường trong máu cao vào ban đêm. Điều đó có nghĩa là tập thể dục thường xuyên, dùng đúng liều lượng thuốc điều trị tiểu đường nếu sử dụng và kiểm soát mức độ căng thẳng. Bản thân việc thiếu ngủ có thể là một số yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Vì vậy, điều quan trọng phải duy trì chu kỳ giấc ngủ như một phần lối sống lành mạnh. 2. Các gen thừa hưởng cũng như một số yếu tố gây căng thẳng nhất định trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bắt đầu cách dự đoán các yếu tố căng thẳng hoặc các sự kiện có thể góp phần làm tăng lượng đường trong máu và lên kế hoạch trước. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và tham gia các hoạt động thể chất có thể giúp bạn tránh được lượng đường trong máu tăng cao. Nếu nhận thấy các triệu chứng bất thường của lượng đường trong máu cao vào buổi tối như thay đổi thị lực đột ngột, hãy tìm đến các chuyên gia bác sĩ ngay. Bằng cách nhận ra lượng đường trong máu cao vào ban đêm, bạn có thể nỗ lực xác định các nguyên nhân và giảm thiểu các rủi ro liên quan, từ đó giảm nguy cơ mắc các hậu quả sức khỏe kém.